Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với 123 Vlog. Hôm nay chúng ta cùng phân tích công ty cổ phần Cơn Tích Công theo phương pháp 4M của FinTao. Ok, chương trình thứ nhất nha, Mining. Mining tức là cái công ty này có dễ hiểu không? Thì để có dễ hiểu không mời các bạn theo dõi nhé. Nhất, một là các mảng kinh doanh chính của CTD tức là Cơn Tích Công. Thì đây là công ty cổ phần xây dựng. Vậy các mảng kinh doanh chính của nó là một là tổng thầu xây lắp tức là về xây dựng này, hai là thiết kế và thi công, bốn là cơ điện. Đây là ba cái mảng kinh doanh chính. Hai là doanh thu của công ty đến từ đâu. Thì cái doanh thu chính là nhận thầu xây dựng, tổng thầu xây dựng chiếm 90% các bạn nhé. Anh nhìn cái báo cáo tài chính các bạn thấy đấy. Doanh thu đến từ việc là nhận thầu xây dựng, bán vật liệu xây dựng chính. Nguồn thu đến từ cái hoạt động thứ hai đó là hoạt động tài chính, chủ yếu ở đây là gửi tiền ngân hàng và mua trái phiếu. Gửi tiền ngân hàng và mua trái phiếu đây. Doanh thu hoạt động tài chính là 203 tỷ, chi phí hoạt động tài chính là 31 tỷ. Thế là về phần doanh thu đến từ đâu. Thứ ba là thành phần kinh doanh chính, thị phần kinh doanh chính, xin lỗi các bạn, thị phần kinh doanh chính. Thì công ty cổ phần xây dựng Cơn Tích Công tức là CTD ấy, thì dẫn đầu về thị trường nhưng chỉ chiếm 7% thị trường Việt Nam mà thôi. Tức là cái ngành tổng thầu xây dựng tương đối phân mảnh, dẫn đầu nhưng mới chỉ chiếm có 7% thị trường. Thứ tư là các đối thủ cạnh tranh chính của CTD tức Cơn Tích Công. Đây thì mời các bạn theo dõi đây. Top 10 nhà thầu xây dựng uy tín năm 2019 nha. Đây là kết quả năm 2019. Thứ nhất là Cơn Tích Công, thứ hai là Hòa Bình, thứ ba là Unicorn, thứ bốn là Vinaconex, thứ năm là Phục Hưng, thứ sáu là Recon, thứ bảy là Newcon, thứ tám là Fecon, thứ chín là Delta, vân vân. Thì Cơn Tích Công và Unicorn, thì Unicorn là công ty con của Cơn Tích Công bạn nhé. Hướng thứ ba, tóm lại cái lĩnh vực đấu thầu xây dựng là tương đối cạnh tranh quyết liệt, cạnh tranh khốc liệt luôn. Năm là khách hàng của CTD tức Cơn Tích Công. Thì khách hàng của CTD tương đối là nhiều khách hàng khác nhau, nhưng mình chỉ điểm danh một vài khách hàng. Một là Thảo Điền Investment, hai là Vingroup Bắc Vượng của chúng ta đấy, bốn là Novaland, công ty bất động sản Novaland đấy, sáu là CEO Group, hay là Hòa Phát này, Ocean Group này. Đấy là một số những cái đối khách hàng chính của Cơn Tích Công mà các bạn nổi tiếng mà các bạn có thể biết được. Sáu là năng lực xây dựng, thì đúng rồi, năng lực sản xuất hay năng lực xây dựng ấy. Thì đây là một số cái dự án tiêu biểu mà Cơn Tích Công đã làm về tổ hợp sản xuất ô tô VinFast của Bắc Vượng này, Casino Hội An này tại bãi biển Hội An này, Vinhome Metro cái này cũng Bắc Vượng này. Đây là cái công trình lớn nhất, tòa nhà Landmark 81 tầng hay Diamond, cái đảo Diamond Island, đảo Diamond The Gold View này. Đây rất nhiều công trình Thảo Điền nữa. Đây là một số công trình tiêu biểu mà Cơn Tích Công đã làm. 7 là thành phần cổ đông. Cơ cấu cổ đông của Cơn Tích Công như sau này. Về cá nhân là ông Nguyễn Bá Dương chiếm 4,89%, và rồi ông cũng bán được một chút cổ phiếu đấy. Vina Capital là 7,1%, Coreca Investment là 7,3%, Kinh doanh đầu tư thành công là 14%, Custo là 17,75% và các cổ đông khác. Thì trong cái đợt vừa rồi ấy, đấu tranh nội bộ là giữa Custo và ông Nguyễn Bá Dương là chính. Mặc dù cái thành phần cổ đông khác rất là nhiều nhưng lại không có quyền điều hành. Thì chính Custo đã đấu tranh với ông Nguyễn Bá Dương để làm minh bạch cơ cấu tài chính cũng như hoạt động của Cơn Tích Công. 8 là biên lợi nhuận. Thì xin thông báo là biên lợi nhuận của ngành xây dựng nói chung và Cơn Tích Công nói riêng rất rất thấp các bạn ạ. Đây, thông thường chỉ dưới 10%, những năm Covid như thế này còn dưới 4%, thậm chí dưới 2% luôn. Đây, năm Covid như này. 9 là các dự án mới năm 2002 của Cơn Tích Công.
thì kỷ nguyên mới cơn tấn công tổng gói thầu năm 2021 đạt 25.000 tỷ đồng. Nói khác đi là đây các là các cái backlog, tức là các dự án, các cái gói thầu, các trúng thầu năm 2021 để lại năm 2022 làm là 25.000 tỷ đồng. Tiếp theo là 4 tháng đầu năm 2022, tức là quý 1 năm 2022, thì cơn tấn công trúng thầu các dự án lớn với giá trị giá là 10.000 tỷ. Với các loạt các dự án, các tên tuổi lớn trên thị trường như là Hòa Phát, Tram Group, Vingroup, Novaland, v.v. Đây là các dự án mới năm 2022. 10 là công ty liên kết, công ty con của công ty liên kết. Đây là danh sách công ty con của công ty liên kết. Thì công ty con thứ nhất là công ty trách nhiệm hữu hạn Cơn Veston. Ngành nghề của nó là dịch vụ môi giới bất động sản và kinh doanh bất động sản. Thì đây là một cái lĩnh vực mà Cơn Tấn Công mở rộng thêm ra, phát triển mình trở thành một tập đoàn. Với số vốn điều lệ là 1.872 tỷ, tỷ lệ sở hữu là 100% các bạn nhé. Công ty thứ hai là Unicorn, cung cấp dịch vụ xây dựng và thiết kế lắp đặt thiết bị. Vốn của nó là 94 tỷ đồng, tỷ lệ sở hữu là 100%. Công ty con thứ ba là công ty cổ phần Phú Nhuận 168. Lĩnh vực kinh doanh này, kinh doanh bất động sản này, sở quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu này, chủ sử dụng đất hoặc cho thuê này. Với số vốn góp vốn vào là 180 tỷ, tỷ lệ chiếm sở hữu là 69,98%. Đây, ngoài ra còn một số công ty con khác. Tóm lại là Cơn Tấn Công muốn mở rộng các hoạt động kinh doanh của mình ra và phấn đấu trở thành tập đoàn với 5 công ty con. Đây là các công ty liên kết, 3 công ty liên kết đây. Thì đấy là chữ M thứ nhất là Mini. Thì qua phần vừa rồi các bạn cũng hình dung được là Cơn Tấn Công là công ty gì, lợi thế như thế nào, thành phần cổ đông, đăng được dự án, vân vân. Tiếp theo chúng ta cùng đi tìm hiểu chữ M thứ hai là Management, tức là ban lãnh đạo như thế nào. Đây, mời các bạn theo dõi đây. Ban lãnh đạo đây là hội đồng quản trị của Cơn Tấn Công. Thứ nhất là ông Bolat, chủ tịch hội đồng quản trị, quốc tịch người Kazakhstan, sinh năm 1981, trình độ chuyên môn là thạc sĩ luật. Chủ tịch hội đồng quản trị, ông này đại diện cho tập đoàn Custo, quyền lợi của Custo tại Cơn Tấn Công. Ông Bolat đảm nhiệm nhận vai trò chủ tịch hội đồng quản trị Cơn Tấn Công từ tháng 10 năm 2020. Trước đó ông đã có hơn 8 năm gắn bó với Cơn Tấn Công trên vai trò nhà đầu tư và thành viên hội đồng quản trị. Ngoài ra còn 7 thành phần khác, đó ông Trịnh Ngọc Hiển, đây là cố vấn thôi, là phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Ancom Việt Nam này. Đây, cũng 7 thành viên hội đồng quản trị. Thì lưu ý đối với hội đồng quản trị, các bạn thấy là phần lớn đây là các chuyên gia về tài chính, các chuyên gia về tài chính thì chính, và không có chuyên môn, như gần như là không có chuyên môn. Mỗi ông Tống Văn Nga là thứ trưởng Bộ Xây dựng, phó chủ tịch Hội đồng Xây dựng Việt Nam, tức là ông này có chuyên môn chút, làm cố vấn cho cái hội đồng quản trị này. Tóm lại là đối với hội đồng quản trị thì ta thấy phần lớn là dân tài chính. Và có mời một số cố vấn, là ông Tống Văn Nga, một lĩnh vực chuyên môn về xây dựng. Còn đối với ban giám đốc, đây thì tổng giám đốc thì vẫn chưa có, đang đi tìm. Và trong cái thời gian vừa qua thì cũng đang đi tìm nhân sự để tìm kiếm một tổng giám đốc để lãnh đạo công ty này. Tạm thời thì do ông chủ tịch hội đồng quản trị là ông Bô Loa đảm nhiệm hết. Còn ban giám đốc thì mời các bạn theo dõi đây. Đó là ông Phạm Quân Lực, sinh năm 1974, kỹ sư kiến trúc sư. Ông Phạm Quân Lực gắn bó với Cơn Tấn Công từ những ngày đầu thành lập. Ông đã đảm nhiệm qua nhiều vị trí quản lý, từ chỉ huy trưởng đến phó giám đốc, vân vân. Tóm lại đây là cái nhân lực cũ của Cơn Tấn Công. Ông Võ Hoàng Lâm, phó tổng giám đốc Cơn Tấn Công,
Ông từng là làm giám đốc khối kinh tế giám sát đầu tư các dự án quy mô lớn. Ông thứ ba là ông Nguyễn Ngọc Lân, trình độ chuyên môn là cử nhân kỹ thuật công trình chuyên môn. Ông có 21 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng. Người thứ tư là bà Phạm Bích Ngọc, phó tổng giám đốc, thạc sĩ quản trị kinh doanh, đây cũng là dân tài chính rồi. Người thứ năm là ông Chris Senki, người nước ngoài, quốc tịch Anh, cử nhân kinh doanh tài chính, ông này cũng là dân tài chính. Thì đánh giá lại cái thành viên hội đồng quản trị cũng như các ban lãnh đạo thì chúng ta thấy phần lớn là dân tài chính. Trong hội đồng quản trị có mỗi một cái ông Tống Văn Nga này làm công tác cố vấn, làm có trình độ chuyên môn. Còn ban giám đốc thì cũng có 3 thành phần làm về chuyên môn, còn lại 2 thành phần là dân tài chính tham gia vào. Thì đối với cái ban lãnh đạo này thì phần lớn là các ban lãnh đạo mới, thì lại cũng không có nhiều thông tin. Tiếp theo về mua bán cổ phiếu thì cụ thể là ông Bolat đây, thì tổng cái tài sản của ông trong quân tích công là hiện tại là 27 tỷ, 23-27 tỷ tổng tài sản, tức là tổng tài sản tính cổ phiếu của ông là 27 tỷ. Và đây là một số cái thông tin tin tức về cái ông Bolat này. Thì điều ít biết về chủ tịch Cơn Tết Công, chỉ nhận lương $1 một tháng. Đây là cái ông này, cái ông Bolat đúng chấp nhận làm chủ tịch hội đồng quản trị cũng giám đốc của công ty Cơn Tết Công, nhưng mà nhận lương mới $1 một tháng. Ông Bolat này, chủ tịch Cơn Tết Công mua lô cổ phiếu trị giá 50 tỷ đồng, nhưng mà hiện tại là ông chưa mua đủ các bạn nhé. Đây là một số thông tin về cái ông Bolat này. Đây là hồ sơ giao dịch của cái ông Bolat này, thì ông đã mua CTD, khối lượng thực hiện là 570.000 cổ phiếu, đăng ký mua là 740.000 cổ phiếu, nhưng mà mới thực hiện được 570.000 cổ phiếu. Tiếp theo thành phần thứ hai, thành phần thứ hai là ông Phạm Quân Lực, tổng tài sản cũng trong Cơn Tết Công là 0,1.5 tỷ, không đáng bao nhiêu cả. Như vậy ông chẳng có giao dịch gì nhiều đối với cái cổ phiếu này. Đây, ông Phạm Quân Lực giao dịch thì cũng không có giao dịch, cũng không mua bán gì cổ phiếu của Cơn Tết Công cả. Bà Phạm Bích Ngọc, bà này phó giám đốc, tổng tài sản trong Cơn Tết Công dưới dạng cổ phiếu của bà là 0,57 tỷ, bà cũng không mua bán gì cổ phiếu Cơn Tết Công. Giao dịch Phạm Bích Ngọc giao dịch không có thông tin. Bà Cao Thị Mai Lê, kế toán trưởng này, 45 tuổi, học vấn thạc sĩ, thì bà này không có tài sản nào trong Cơn Tết Công dưới dạng cổ phiếu. Công tiếp theo là thành viên hội đồng quản trị là ông Tagas, thì ông có 76 tỷ đồng dưới dạng cổ phiếu trong Cơn Tết Công. Người tiếp theo là ông Nguyễn Ngọc Lân, phó giám đốc, tổng tài sản là 0,47 tỷ dưới dạng cổ phiếu trong Cơn Tết Công và cũng không có cái giao dịch gì các bạn nhé. Thì qua cái việc xem lại cái giao dịch cổ phiếu của cái ban lãnh đạo Cơn Tết Công, chúng ta thấy mỗi ông Bolat là ông mới nhận chức chủ tịch hội đồng quản trị, thì ông mua thêm cổ phiếu vào để đảm bảo cái tín nhiệm của ông đối với công ty. Còn các thành viên khác, nhất là cái ban giám đốc, thì họ không buôn bán gì cổ phiếu cả, toàn dân thuần túy chuyên môn. Như vậy nói chung là lãnh đạo không tham gia giao dịch hoặc giao dịch ít, tức là tập trung vào chuyên môn phát triển công ty chứ không phải là dân tài chính buôn bán cổ phiếu. Cùng tiếp theo là C là xem nhiều video để đánh giá phẩm chất năng lực của lãnh đạo, thì ở đây nó cũng không có nhiều video lắm. Còn mỗi cái video lớn nhất đó là cuộc đối thoại đầu tư giữa ban lãnh đạo CT với cổ đông. Cái video này dài hơn một tiếng, mình xem đi xem lại 2-3 lần, thì cũng thấy được cái ý chí của ban lãnh đạo cũng muốn phát triển công ty Cơn Tết Công này trở thành một tập đoàn lớn. Có thực hiện được hay không là một vấn đề khác các bạn nhé.
về siêu xe, về chân dài, về tôn giáo thì những cái lãnh đạo này toàn lãnh đạo mới, chúng ta không tìm hiểu rõ được họ, không có thông tin nhiều về họ. Như vậy đây là cái chữ M thứ hai về ban lãnh đạo. Tóm lại, ban lãnh đạo mới nhận nhiệm vụ, thông tin tương đối ít. Phần lớn của thành phần ban lãnh đạo đây là dân tài chính vào, và chỉ khoảng dưới 50% là dân kỹ thuật, dân chuyên môn. Tiếp theo chúng ta tìm hiểu chữ M thứ ba là Moats, con học kinh tế, tức là lợi thế cạnh tranh. Đây mình giới thiệu luôn lợi thế cạnh tranh và thất thế cạnh tranh luôn. Thứ nhất là lợi thế cạnh tranh. Lợi thế nhất là thương hiệu, là nhà thầu số 1, là nhà thầu số 1. Những năm trước, tức là trước năm 2019, tức trước khi ông Nguyễn Bá Dương ra đi. Thứ hai, lợi thế thứ hai là quỹ tiền mặt lớn nhất trong các công ty xây dựng là 3.600 tỷ. Thì các bạn biết rằng đặc thù của ngành đấu thầu xây dựng ấy là các chủ bất động sản nó chiếm dụng vốn của chúng ta tương đối lớn, và cái vốn đối ứng để thi công cũng cao. Vậy chúng ta cần phải có tiền mặt để làm cái việc này. Cái thứ ba, lợi thế thứ ba là không vay nợ nhiều, về nợ có 500 tỷ dưới dạng trái phiếu mà thôi. Thứ tư là chính phủ đẩy mạnh đầu tư công, nên khả năng cái năm 2022 là cơ hội cho các cái nhà thầu xây dựng. Thứ năm là kinh tế phục hồi sau mở cửa Covid. Đây cũng là cái lợi thế. Thứ sáu là trúng thầu nhiều dự án mới năm 2021 và 2022. Ví dụ năm 2021 đã ký và chưa thực hiện để dành dự án tới năm 2022 là 25.000 tỷ. Quý 1 năm 2022 ký thêm được 10.000 tỷ, tức cái backlog tương đối cao là 35.000 tỷ. Thứ hai là thất thế cạnh tranh. Cái thất thế thứ nhất là mới kiện toàn lại tổ chức, ban lãnh đạo mới chưa có kinh nghiệm, và đây có thể nói là cái rủi ro lớn nhất đối với cơn tấn công khi đầu tư vào cơn tấn công. Cái thất thế thứ hai là lạm phát tăng cao, biên lợi nhuận thấp. Vì cái lạm phát tăng quá cao, vươn vật liệu đầu vào, xi măng, sắt, đá, vân vân. Ví dụ quý 1 của CTD là biên lợi nhuận của chúng ta chỉ có 2% thôi. Còn HBC, tức là công ty Hòa Bình ấy, 0.5%, quá ít luôn. Thứ ba, thực tế là chính phủ đang thanh lọc thị trường bất động sản, kiểm soát dòng tiền chảy vào bất động sản. Vì vậy có thể là nguồn cung và cái nhu cầu về xây dựng ấy là thấp, thắt chặt lại. Thứ tư là lạm phát tăng cao nên một số dự án đầu tư công cũng tạm dừng do chi phí đẩy làm các nhà thầu thua lỗ, làm cho các nhà thầu thua lỗ. Thứ năm, cái thất thế thứ năm là doanh thu quý 1 năm 2022 là có 1.900 tỷ, còn HBC là doanh thu quý 1 là 2.900 tỷ. Như vậy chúng ta vừa tìm hiểu chữ M thứ ba là Moats, lợi thế cạnh tranh. Thì chủ yếu cái lợi thế cạnh tranh đây, thứ nhất quan trọng nhất đó là quỹ tiền mặt lớn. Đây là cái lợi thế cạnh tranh lớn nhất mà cơn tấn công có được so với tất cả các đối thủ khác. Lợi thế thứ hai là không vay nợ nhiều. Vì vay nợ thì phải mất tiền lãi, mà phải trả tiền lãi thì cái biên lợi nhuận lợi lãi thấp sẽ càng thấp hơn. Ví dụ con Hòa Bình này, Hòa Bình vay nợ quá nhiều, dẫn đến biên trả nợ lãi, biên lợi nhuận nó cực thấp, xuống còn 0.5%. Chúng ta tiếp tục tìm hiểu cái chữ M thứ tư là Moats, biên an toàn. Câu hỏi đặt ra, giá có hợp lý không? Thì mình khẳng định là giá bây giờ là quá hợp lý luôn. Làm thế nào để biết nó hợp lý? Chúng ta cần định giá nó. Thì có 3 phương pháp định giá trên thị trường hiện nay, là phương pháp định giá PE. Thì hiện tại là earning per share của công ty nó không có, vì đang làm ăn thua lỗ. Năm 2019, 2020, 2021 do Covid nên làm ăn thua lỗ, nên không thể định giá nó bằng PE được. Định giá bằng chiết khấu dòng tiền thì cũng đang làm ăn thua lỗ, không có dòng tiền về công ty nhiều, cho nên cũng bỏ qua phương pháp này luôn. Vậy chúng ta sử dụng phương pháp định giá bằng PB, Price trên Book Value. Thì mời các bạn theo dõi này. Tổng tài sản của cơn tấn công là 15.000 tỷ, nợ phải trả là 7.000 tỷ, vì thế vốn chủ sở hữu là khoảng 8.276 tỷ. Khoản phải thu ngắn hạn
là 8.000 tỷ. Tiền và các khoản tương đương tiền là 3.000 tỷ với lại 500 tỷ nữa, khoảng 3.600 tỷ tiền và các khoản tương đương tiền chỗ này. Thì nhìn lại cái bảng cân đối kế toán này các bạn thấy nhá. Cấn trừ giữa khoản phải thu và nợ phải trả gọi tương đương nhau vừa hết đi. Tổng vốn chủ sở hữu của nó vẫn là đạt 8.400 tỷ. Và nguyên cái tiền mặt thôi đã là 3.600 tỷ rồi. Thì soi cái này với cái giá hiện tại, giá cổ phiếu ngày 18 tháng 5 2022 mà các bạn theo dõi này. Công ty cổ phần xây dựng Quân Tách Công, mã cổ phiếu là CTD này. Giá của nó là 46.150 đồng một cổ phiếu. Và tổng cổ phiếu thì là 73.800 cổ phiếu. Như vậy lấy cái 73.800 cổ phiếu nhân với 46.150 đồng này thì nó ra giá vốn của thị trường là có 3.500 tỷ. Tức là nếu ta mua toàn bộ công ty Quân Tách Công này là giá 3.500 tỷ. Với cái giá này chỉ bằng cái gì? Bằng lượng tiền mặt trong công ty cổ phần Quân Tách Công là đã 3.600 tỷ rồi. Vậy các bạn thấy có rẻ không? Vốn chủ sở hữu của nó tới 8.000 tỷ cơ mà. 8.000 tỷ. Như vậy, chốt lại là với giá này thì đáng mua và giữ 1 đến 2 năm. Và kỳ vọng giá sẽ trở về giá trị thật của công ty, đó là giá sẽ tăng lên gấp đôi, 80-100.000 của bạn nhé. Và lưu ý là đầu tư dài hạn thì theo mình thì không nên đầu tư dài hạn ở công ty này vì có hai lý do. Thứ nhất là biên lợi nhuận quá thấp và lợi thế cạnh tranh không nhiều, cạnh tranh quyết liệt khốc liệt với các công ty khác. Như vậy mình đã giúp các bạn là tìm hiểu phân tích công ty cổ phần Quân Tách Công theo phương pháp 4M của FinTime. Nếu các bạn này nào thấy video này hay, để lại cho mình một like, một share và đăng ký nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.